Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em một chủ đề hóa tính theo phương trình phản ứng học rất là hay nha. Và tôi cảm giác có rất nhiều em học cảm thấy khó hiểu nha. Đây là bài tập liên quan đến hai dữ kiện mol nha các em. Đó. Vậy thì hầu hết bài tập hai dữ kiện mol đều có chất trừ nha. Vậy thì các em coi tôi hướng dẫn nha. Rồi, các em quan sát cái bài tập này các em nha. Để điều chế khí hydro người ta cho 6,5 gam kẽm đựng trong bình chứa 0,25 mol axit chlorhydric. Bài này có hai dữ kiện mol nha các em. Vậy bài có chất dư rồi đó. Câu A viết phương trình phản ứng hóa học. Câu B sau phản ứng chất nào dư, khối lượng chất dư là bao nhiêu gam và tính thể tích khí hydro thu được. Rồi, tôi phân tích bài nha các em. Đầu tiên tôi ghi cho biết vào các em. Nha, ghi cho biết rồi chứ. Cho 6,5 gam kẽm là m nhỏ của kẽm nha, bằng 6,5 gam. Có m nhỏ phải nghĩ đến m lớn của kẽm liền là 65 nha các em. Đây có một cơ sở tìm mol nha. Rồi số mol axit người ta cho là 0,25 mol, số mol axit chloride 0,25 mol, nó cho số mol mình luôn, quá êm nha các em. Câu A viết phương trình, câu B hỏi chất nào dư và khối lượng dư là bao nhiêu, mình chưa xác định được mình cứ để đây nha. Câu C là tính thể tích khí hydro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn nha. Rồi con sẽ trình bày. Vậy thì đầu tiên các em, một bài toán là tính theo phương trình nha, phản ứng học thì phải tìm mol ra trước nha, đừng có ham hố với phương trình trước nha các em nha. Đầu tiên mình tìm mol kẽm ra trước. Bằng m nhỏ chia m lớn bằng 6,5 chia cho 65, em tính là được bằng 0.1 mol nha, nên hơn là luôn nha các em. Tại vì đều cho rồi, viết lại cho dễ nhìn thôi, 0,25 mol nha các em. Rồi nhớ bài toán hai dữ kiện mol thì các em nên làm như vậy. Đối với chương trình lớp 8 các em thì đa số các em phải bình luận, còn mấy anh chị lớp 9 hoặc là ra lớp cấp 3 thì tự động biết làm dư rồi nha, chứ không cần lại nha. Rồi vậy thì ở đây các em chừa cho tôi hai dòng viết phương trình để lý được bình luận chất làm dư nha. Tôi chỉ cho phương pháp tìm chất làm dư đây nha, hàn mối là ZnCl2 và khí hydro cho các em. Nhớ là đầu bắt đi cuối nha. Ai cứ lo cho em ai. Rồi muốn biết làm dư rất là đơn giản, em lập tỷ lệ. Lập tỷ lệ sau đây. Từ đây nha. Từ đây suy ra mol của kẽm chia tỷ lệ của nó này, tỷ lệ cân bằng đây này, tỷ lệ mol này là số 1. Rồi lấy mol của HCl chia tỷ lệ mol của nó, đây là số 2. Rồi mình thay vào, mình nhét ra nha. Nhầm cân đầu thôi, 0.1 chia 1 mày 0,25 mà chia 2. Em đừng có chia nhìn hao vậy nhá. Chỉ cho phương pháp bắt chéo lên. Nhân chéo lên, đây là 0.2. Nhân chéo lên 0,25. Vậy này phải lớn hơn đâu nha. Có nhiều em cầm máy tính ngồi cái này chia này cũng được, nhưng mà hơi cực đấy nha. Nhiều này chia này bằng 0,1 rồi, cái này chia này cũng được nha. Nhưng mà làm nó chéo là 0.2. Cái này nhân lên 0,25 mẹ lớn hơn. Dấu lớn quay về đâu thì đó là chất dư. Vậy quay về HCl, vậy suy ra HCl như em hiểu vấn đề nào không? Hiểu không? Dấu lớn quay về đâu? Đó. Vậy axit dư, vì các em lúc này phải lấy số mol nào vào tham gia phương trình phản ứng không? Lấy số mol chất không dư. Vậy chất không dư là gì? Kẽm nha. Lập tỷ lệ mol em. 1 mol, 2 mol, 1 mol. Và đây là 1 mol. Rồi thay mol của kẽm vào, 0.1 mol. Đổ ra nhân chéo như ngang 0.2 mol. Ở đây 0.1 mol. Và đây là 0.1 mol. Rồi. Đây là câu A nha. Rồi giờ câu B nè. Dư biết HCl rồi, vậy khối lượng HCl dư là MHCl dư. Khối lượng dư thì bằng mol dư nhân M lớn. Muốn đi mol dư rất đơn giản nha. Lấy mol của D trừ đi mol tham gia. Giống như các em muốn biết số tiền mình dư đó, lấy số tiền mình có trừ đi số tiền mình xài là số tiền dư, đúng không? Vậy mol HCl của D cho nè 0,25 trừ đi mol tham gia. Mol tham gia đây nè, tham gia là 0.2, đúng không? Có phải còn dư không? Đó, trừ đi 0.2. M lớn của HCl là 36.5. Em mới định bấm. Nè,
Rồi các em lấy cái này trừ đi bằng 0,05 đúng không? Nhân cho 36,5. Đặt số bằng 1,825. Đây mình là gam đấy em. Như bằng này gam này. Câu C. Thể tích khí hydro thu được. Đây. V hydro bằng mol hydro phần tức 1 nhân 22.4 bằng 2,24 lít. Đây kìa. Rồi các em chỉ về bằng. Các em quan sát đến bài tiếp theo nha. À để cho nè, cho 5,4 gam nhôm nha. Tác dụng với 36,5 axit cloric tạo thành hydro và muối nhôm cloro là nhôm Cl3 các em nha. Và nước nha. À, viết phương trình bằng nước học tính khối lượng muối sắt 2 tạo thành. Ờ để không chẳng hỏi chất nào như thế đó em. Nhưng mà phải biết cái mol chất nào để vào tham gia phản ứng nha. Vậy thì ở đây tôi tóm tắt nha. Cho mờ nhôm 5,4 gam. Nhớ có mờ nhỏ tìm mờ lớn lên ha. Nhôm 27. Tìm được một mol đánh sao vô. Tác dụng với 36,5 gam axit cloric là mờ nhỏ của HCl. 36,5 gam mờ lớn của HCl cũng bằng vậy luôn, 36,5 gam luôn. Các em clo là 35.5, hydro 1 là 36,5. Hai như kiện mol. Câu A viết phương trình. Câu B câu A tính thể tích khí hydro các em nha, không phải viết phương trình nha các em. Thể tích hydro thu được và thể tích bằng mol nhân 22.4. rồi tính khối lượng muối nhôm của nó đua lần, có nghĩa là khối lượng nhôm Cl3 đó thì bằng mol nhân mol lớn. Vậy em muốn làm được bài này nha, nhôm Cl3 các em tính ra cho. Nhôm 27 mol lớn tính luôn nha, 27 clo là 35.5, 35.5 nhân 3. Rồi em nhân lại đáp số bằng 133,5. Cái này mol lớn tự tính không ai giúp mình nha. Đó. Rồi giờ mình xử lý nè. À, muốn tìm được thể tích phải tìm được mol, muốn tìm được khối lượng này phải tìm được mol, mà muốn tìm được mol phải thông qua nhôm hay HCl đây. Đó, vậy thì bài này có chất dư. Mà mol phải lấy vào tham gia phương trình phải là mol của chất không dư. Đúng không? Đó, vậy bước đầu tiên em tìm mol ra. Ta có lấy mol của nhôm bằng m nhỏ chia m lớn bằng 5,4 chia 27. Nha. Các em được đáp số bằng 0.2 mol. Đúng không? Rồi, mol tiếp theo, mol tính được là mol của axit cloric nè. M nhỏ chia m lớn 36.5. Chia m lớn 36.5 luôn, quá đẹp, một mol. Sau đó, tôi lấy lên phương trình vào nha. Chừa hai dòng để có biết nè. Đó. Chừa hai dòng để biết chất nào chất dư để lấy mol cho nó chuẩn nha. Rồi sau này các em giỏi không cần phải lập tỷ lệ đồ, tự động biết chất nào dư nha. Giờ các em đang làm bài tập làm quen với bài toán hai chữ mol thì tôi làm chậm cho các em. Ta là sản phẩm nhôm cloro và khí hydro đây. Cân bằng nha. Cũng cân bằng này nha, này rất đơn giản, 2 nhân 3 này 6 này thì lấy 6 nha này. 6 hydro thì 3. 6 hydro 6 clo đây là 3 thêm 2 2 thêm 2 vô. Lập tỷ lệ luôn. 2 mol, 6 mol, 2 mol, 3 mol luôn. Rồi coi biết chất nào dư nè. Từ đây tôi lấy mol của nhôm chia tỷ lệ mol nó là 2. Lấy mol của axit chia tỷ lệ mol nó là 6. Rồi làm nha. Biết nào lớn hơn nè, biết nào dư nha. Thế vào nhá. Nhôm là 0.2 chia 2. Cái này bằng 1 chia cho 6. Mới câu ngồi 1 chia 6 đâu. Gặp lại nhân chéo này. 0.2 nhân cho 6 bằng 1,2. Ngày nhân này bằng 2. Để lớn hơn không? Để lớn hơn đây. Nào dư? HCl dư. Nên nha. HCl dư. Sau phản ứng. Tôi biết phản ứng viết tắt này các em nha. Thấy chỗ rồi. Rồi. Vậy HCl dư phải lấy mol nào vào tham gia phương trình em? Nhôm. Nhôm bao nhiêu? 0.2 rác vào đây cho tôi.
Nhân chéo trừ ngang 0.2 nhân cho 6 mà chia 2, đúng không? 0.2 nhân 6 là 1.2, 1.2 chia 2 mà 0.6 mol, đúng không? Mà nó có nhiều mol này biết đâu, có 1 mol, vậy nó dùng hết bao nhiêu? 0.6 rồi, còn dư 0.4 á. Mà đề bài không hỏi dư, không sao hết, càng dễ đâu, có gì đâu. Thì mol này ra cho tôi để mới tìm được thể tích và khối lượng chứ. Nhân 2 chia 2 để bằng 0.2 mol. 0.2 nhân 3 chia 2 vậy thì bằng 0 chấm mấy mol? 3 mol. Rồi có mol đầy đủ rồi đấy. Giờ câu 3. Thể tích khí H2 thu được là VH2 bằng mol. Mol H2 đâu? Đây 0.3 nhân 22.4 bằng 6,72 lít nha các em. Câu B. Khối lượng muối nhôm clorua thu được là thu được là khối lượng của nó bằng mol. Mol là 0.2. M lớn là 133,5. Đáp số bằng 26,7 nha. Gan các em. Các em quan sát đến bài tiếp theo nha. Để cho nè. Cho 7,2 gam sắt 2 oxit là sắt hóa trị 2 á. Nha. Với oxy kết hợp với oxy là FeO nha các em. Vậy là cho M nhỏ của FeO bằng 7,2, đúng không? M lớn của FeO sắt là 56, 56 với 16 đúng không là 72. Yeah. Tìm được mol nha các em. Tác dụng với 0.4 mol axit chloric, có nghĩa là cho số mol của axit chloric là mol HCl bằng 0.4 mol. Wow, vậy bài có hai dữ kiện mol nha, đây mol và đây mol. Vậy có chắc ăn có thể chịu nha. Rồi chúng ta hỏi nha, viết phương trình phản ứng nha. Qua VPT người chẳng hỏi chất dư nha em, phải tự biết tính khối lượng muối sắt 2 clorua tạo thành, có nghĩa là M sắt 2 là hóa trị 2 đó, Cl2 clo hóa trị 1 sắt hóa trị 2 FeCl2 bằng mol nhân M lớn nha em. Rồi vậy thì bài này cũng khá là đơn giản đúng không em, nhưng mà phải xác định được và phải tìm được mol này, mà muốn tìm mol này phải thông qua HCl hay là FeO đây, phải chất nào dư đó. Vậy thì muốn xác định dư thì em phải tìm mol nó trước đây. Bước đầu tiên ta có lấy mol của FeO cho tôi bằng M nhỏ chia M lớn lấy 7,2 chia cho 72 bằng 0.1 mol. Rồi số mol tiếp theo là số mol HCl thì ta cho rồi, 0.4 mol, viết lại thôi nha các em. Sau đó các em truyền cho tôi hai dao nha, viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra để xác định chất làm dư. Sắt 2 oxit là FeO cộng axit chloric tạo thành gì? Sắt 2 clorua và nước nha em. Còn cái em đó người ta nói sản phẩm cho em, và còn cái em muốn ra biết là sản phẩm thì tự tạo ra sản phẩm là tự biết nè. Đầu kết hợp với cuối, sắt nè, clo này, sắt là hóa trị 2, clo hóa trị 1 và FeCl2 H liên kết với O tạo thành H2O đó. Nhớ nha các em. Rồi cân bằng 2 clo thêm 2 lập tỷ lệ mol luôn, 1 mol, 2 mol, 1 mol và đây là 1 mol. Đây là câu A này các em. Giờ muốn tìm khối lượng này phải tìm được mol của nó, lấy mol nào trong đây có 2 mol, mol nào để xác định được chất gì chứ, đúng không? Vậy lấy mol chất không dư vào tham gia phương trình phản ứng không? Vậy rất đơn giản, lập tỷ lệ 1 mol từ đây suy ra mol FeO chia tỷ lệ mol của nó là số 1, lấy số mol của HCl chia tỷ lệ mol của nó là số 2. 0.1 nè, nháp cho nha, 0.1 chia cho 1 rồi 0.4 chia 2 đúng không? Này nếu mà chia nhanh cũng được nè, 0.4 0.4 chia 2 và 0.2 này 0.1, này lớn hơn đúng không? Còn nhân chéo đây nè, chéo lên 0.2 0.4 vậy này lớn hơn. Vậy từ đây nên HCl acid dư
thì bắt buộc lấy số mol này vào tham gia phương trình thể vào đây 0.1 mol, suy ra đổ đây là 0.2 mol và suy ra đổ đây nhân chéo chia ngang 0.1 mol. Có phải nó không có 0.4 mà nó dùng cái 0.2 nó còn dư không, đúng không? Nhưng mà đề bài chẳng khỏi dư nha. Rồi giờ giải quyết câu B. Khối lượng FeCl2 thu được là MFeCl2 bằng mol nhân M lớn, mol là M, 0.1 M lớn. Rồi M lớn của FeCl2 là 56 nha, cờ lo là 35.5 nhân 2 là 71 nha. Vậy thì bằng mol nha, 127. Đáp số bằng 12.7 gam. Ok. Rồi kem xin mời bạn. Rồi kem quan sát bài tiếp theo nha. Để cho như vậy, bài này khác một chút xíu ha. Chứ giờ em mấy bài này em vừa làm là toàn là hai cái mờ nhỏ đúng không? Toàn là cho mon sẵn rồi. Giờ cái này một cái cho thể tích, một cái cho gam em. Đây, dẫn 11.2 lít khí CO nha, vậy là thể tích khí CO nha. 11.2. Điều kiện để chuẩn đấy các em. Qua 16 gam sắt bao oxy. Wow, này thì được mon nha. Và sắt bao oxy là Fe2O3 đó các em. Là sắt hóa trị 3, mà oxy hóa trị 2 thì kéo xuống nha. 16 gam. Nhớ có mờ nhỏ tìm mờ lớn luôn giùm tôi. 56 x 2 cộng 16 x 3 160 gam. Tìm được mol em. Hai di kiện mol có chất trừ. Câu A. Người ta yêu cầu tính thể tích khí CO phản ứng. Hỏi kiểu này chắc ăn là CO dư rồi. Đúng không? Tự nhiên cho thể tích là bắt tính thể tích nữa và chắc ăn nó dư rồi đấy nha. Rồi tính thể tích này. Tính thể tích nó tham gia đứng là trên phương trình nha nha. À, tí biết là giả vô. Tiếp theo, tính khối lượng sắt sinh ra MFe bằng mol nhân mol lớn, đúng không? Cả đối trình này ha. Đây, đây là bài toán. Tôi vẫn nói các em là đây là một bài toán tiếp theo phương trình phản ứng, đúng không? Bước đầu tiên ưu tiên là tìm mol chưa nha. Vậy đầu tiên ta có mol, những kiện đầu tiên là mol của khí CO. Lúc này các em dùng công thức gì? V chia 2.4 nha. Đừng có mờ nhỏ chia mờ lớn nữa là chết đấy nha. Lấy 11.2 chia 22.4 0.5 mol các em nha. Rồi mol tiếp theo là mol của Fe2O3 bằng mờ nhỏ chia mờ lớn 16 chia 160 0.1 mol. Rồi chừa hai dòng để xác định chất dư nha. Rồi sau này dần dần sau này khỏi cần chữ đặc biệt nha. Rồi dẫn khí CO nha, nha dùng khí CO để gửi sắt bao xích Fe2O3 sản phẩm ra cho đó thu được sắt và khí carbonic là CO2 cân bằng nha, cân bằng mới được nha. Hai sắt thêm này 3, 4 carbon, nếu mà thêm 2 là 4 mà vô 2 carbon thêm 2 này là 5, đúng không? Cứ là làm hoài chẳng ra được đâu. Vậy thì lúc này tôi sẽ làm phương pháp này. T4 này không được rồi, đúng không? Mà thêm 2 vô đó là lẹ, đúng không? Mà thêm 3 vô, 3 oxy 6 oxy thêm mấy à? Thêm có 2, thêm 3 vô 3 carbon đủ. Vậy thì lại mol là 3 mol 1 mol, có nghĩa là anh tham gia 3 mol thì ngày tham gia mấy mol? 1 mol đó, cái này chấp này 3 2 mol và đây là 3 mol. Rồi lấy mol nào vô biết không? Giờ mình xác định chất dư nha. Từ đây tôi suy ra lấy mol CO chia tỷ lệ mol nó là số 3, lấy mol Fe2O3 chia tỷ lệ mol nó là số 1, 0.5 chia 3 nháp nào là 0.1 chia 1 à, nhân chéo lên là bằng 0.5, nhân chéo lên bằng 0.3 và 0.5 lớn hơn. Vậy thì nên khí CO dư. Hiểu chưa? CO dư thì lấy mol nào vào tham gia không chị? Mol gì? Fe2O3. Lấy mol chất không dư vào, đặt vào phương trình nha. Đặt vào chỗ này để lập tỷ lệ mol thì các kiện mol là lại. Vậy nếu mol Fe2O3 là đây này em, 0.1 mol. Dùng quy tắc Ramsden nhân chéo chia ngang, vậy là bằng 0.3 mol.
độ luôn 0.2 mol và cuối cùng ở đây là 0.3 mol, có đầy đủ rồi. Nhưng mà người ta hỏi cái gì? Thể tích khí CO đã tham gia hoạt ứng chứ không phải tìm dư. Tham gia hoạt ứng nó tham gia là 0.3 đúng không? À, tham gia nè, vậy nó còn dư bao nhiêu biết không? Dư nhiêu không? Nó có nhiêu? 0.5 mà tham gia nhiêu? 0.3. Vậy còn dư 0.2? Nhưng mà để chẳng hỏi dư nha, đừng tìm dư nha. Và trả lời ra thể tích CO tham gia hoạt ứng là VCO bằng mol nhân 22.4, mol nào? 0.3. 0.3 nhân 22.4 các em được gồm 6,72 lít. Câu B, tính khối lượng sắt thu được. Trả lời do MFE bằng mol nhân M lớn, mol đâu? Đây, 0.2. M lớn đâu? 56. Đáp số bằng 11,2 gam.